Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, khối không khí lạnh có cường độ mạnh hiện vẫn đang là hình thế chính chi phối thời tiết các tỉnh khu vực miền Bắc. Do vậy mà nhiệt độ về đêm ở Bắc Bộ tiếp tục duy trì ở mức thấp, phổ biến từ 11 đến 14 độ, vùng núi có nơi xuống dưới 9 độ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, riêng tại vùng núi cao có khả năng xảy ra sương muối. Ngày mai thì không khí lạnh có cường độ suy yếu dần cùng với bầu trời buổi trưa và chiều có nắng nên nhiệt độ cao nhất trưa mai sẽ có xu hướng là tăng nhẹ, phổ biến trong khoảng 18 đến 21 độ. Riêng tại khu vực Tây Bắc thì nhiệt độ có thể nâng lên mức là 22 cho đến 24 độ. Đợt không khí lạnh lần này có cường độ khá mạnh nên cũng mang lại thời tiết khô ráo với ít mưa cho các tỉnh thành khu vực phía Bắc của miền Trung, từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh, trời rét. Trong khi đó thì ở các tỉnh từ Quảng Trị trở vào cho đến Phú Yên tiếp tục có mưa diện rộng, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Sang ngày mai thì khối không khí lạnh có cường độ suy yếu sẽ khiến cho hội tụ gió trên khu vực giảm mưa, nên vì vậy tại đây có xu hướng là giảm theo. Riêng tại hai tỉnh khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận thì trong đêm nay và ngày mai chỉ có mưa rào và dông vài nơi, còn ban ngày trời có nắng nhẹ. Các tỉnh khu vực vùng cao Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng đơn thuần bởi rìa phía nam của khối không khí lạnh nên thời tiết trong ngày cuối tuần nhìn chung diễn ra khá tốt, có mưa một vài nơi, có ban ngày trời nắng. Tại khu vực Tây Nguyên và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, đêm và sáng trời lạnh. Phần tiếp theo của bản tin, xin mời quý vị cùng theo dõi các thông tin thời tiết tại các vùng du lịch trong đất liền và hải đảo trong đêm nay và ngày mai để chuẩn bị cho các kế hoạch du lịch của mình. Trước hết là khu vực phía Tây Bắc Bộ. Nằm trong sự chi phối của khối không khí lạnh có cường độ mạnh nên khu vực tiếp tục duy trì kiểu thời tiết ổn định, ít mưa và ngày hưởng nắng, trời rét. Tại Sapa, nhiệt độ chỉ từ 4 cho đến 9 độ. Tại thành phố Tam Đảo thì nhiệt độ từ 6 đến 11 độ và tại Điện Biên nhiệt độ từ 14 đến 24 độ. Tại khu vực Đông Bắc là nơi chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của không khí lạnh nên cái rét nơi đây có phần là khắc nghiệt hơn. Ở những khu vực vùng núi cao có khả năng sẽ xảy ra sương muối gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cây trồng. Tại Hà Giang thì có mưa nhỏ với nhiệt độ từ 12 đến 18 độ. Tại Hạ Long không mưa, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ. Và tại Hải Phòng cũng không mưa nhưng nhiệt độ cao nhất trong ngày không vượt quá 20 độ. Tại khu vực miền Trung phía Bắc của đèo Hải Vân thì vùng có thời tiết xấu sẽ tập trung ở các tỉnh phía Nam từ Quảng Bình trở vào với mưa trên diện rộng. Tuy nhiên cường độ mưa có phần giảm dần. Trong khi đó thì ở các tỉnh phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra lại có thời tiết tốt, có mưa vài nơi và ngày nắng nên nhiệt độ trong đêm nay có xu hướng giảm nhẹ. Trạng thái rét vẫn tiếp tục duy trì trên toàn khu vực. Cụ thể, tại Sầm Sơn nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, tại Phong Nha Kẻ Bàng nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, còn tại Huế nhiệt độ không vượt quá 22 độ. Tại khu vực miền Trung phía Nam của đèo Hải Vân thì mưa vẫn tiếp tục xuất hiện nhiều nơi, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đêm và sáng trời lạnh. Cụ thể như là tại Đà Nẵng và tại Hội An còn có mưa vừa, mưa to với nhiệt độ từ 20 cho đến 24 độ. Riêng tại Bà Nà cũng có mưa nhưng nhiệt độ chỉ từ 14 cho đến 22 độ. Tại khu vực du lịch biển Nha Trang, Mũi Né và Vũng Tàu thì sóng gió có phần dịu dần, tuy nhiên mưa vẫn còn xuất hiện rải rác về chiều nên sẽ ảnh hưởng phần nào đến các loại hình du lịch biển đảo. Với nhiệt độ thấp nhất đêm nay tại khu vực dao động từ 23 đến 24 độ và cao nhất trưa mai là từ 28 đến 32 độ. Tại khu vực Tây Nguyên thì thời tiết có sự chuyển biến rõ rệt, mưa giảm hẳn cả về diện và lượng nên du lịch và các hoạt động diễn ra trong dịp cuối tuần đều rất thuận lợi. Tại Pleiku nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, tại Buôn Ma Thuột nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, còn tại Đà Lạt nhiệt độ luôn giữ trong khoảng là 15 đến 23 độ. Tại khu vực Nam Bộ thì trong ngày cuối tuần thời tiết tại khu vực cũng sẽ diễn ra rất thuận lợi cho hoạt động ngoài trời và tham quan du lịch, với mưa vài nơi chỉ xảy ra vào buổi chiều muộn, lượng mưa thì hầu hết không lớn, ban ngày trời nắng với cường độ không quá mạnh, đêm và sáng ở các tỉnh miền Đông trời se lạnh. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh thì trời hầu như không mưa nên nhiệt cũng duy trì ở mức vừa phải nên rất thuận lợi cho hoạt động chào đón ngày lễ Giáng sinh đang đến gần. Trong đó phải kể đến tiệc Giáng sinh đường phố Sài Gòn Central Tree được bắt đầu vào lúc 20 giờ tối ngày hôm nay tại Thảo Cầm Viên trên đường Nguyễn Bình Khiêm và sau đó là di chuyển đến những địa điểm khác. Bữa tiệc này có thể kéo dài đến khuya. Để tham gia buổi tiệc này thì các bạn nhớ mặc đồ hóa trang thầy ông già Noel hoặc là các trang phục liên quan đến Giáng sinh. Đến với thời tiết tại du lịch biển đảo Phú Quốc và Côn Đảo, các khu vực biển ngoài khơi phía đông của Nam Bộ bao gồm cả Côn Đảo vẫn còn có mưa rải rác cùng với gió đông bắc có cường độ mạnh. Vùng biển phía Tây, trong đó có đảo Phú Quốc thì thời tiết có phần tốt hơn, đồng thời gió tại đây duy trì cường độ trung bình. Nhiệt độ cao nhất tại hai đảo cũng chỉ dao động từ 30 đến 32 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết du lịch của Đài Truyền hình Tần số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.